Dạ, xin chào các bạn anh chị đang theo dõi chương trình. Hôm nay thầy xin bỏ một thời gian ra để mình nói về cái chương trình gọi là Parents Day do Hội Tiếng Việt Mục sư tổ chức. Parents Day là cái ngày phụ mẫu hay là cái ngày mình cảm kích, cảm ơn cha mẹ. Thì cái ngày này là một cái ngày mà nó rất là tốt để mà không phải là mình chỉ có cái ngày Mother Day, Father Day mà mình có thể combine lại, kết hợp lại để mà có cả cha và mẹ để mình cùng bày tỏ cái lòng thương, cái lòng cảm kích. Thì cái người mà tổ chức cái chương trình này đó thì không phải là thầy, nhưng mà thầy là chỉ là cái người đứng bên cạnh để mà giúp cho cái chuyện này nó thành tựu đó. Thì cái người này là em Diana Tạ. Thì bây giờ thầy xin mời Diana nói chuyện với các bạn nghe về cái ngày cảm kích cha mẹ. Con Dạ nói cho biết sơ sơ là cái ngày đó ngày nào vậy con? yeah. Thưa các bác, thưa thầy, mình sẽ tổ chức Parents Day vào ngày 3 tháng 6, tức là 2 tuần Cái ngày chủ nhật hay ngày sau thứ nữa. bảy? Ngày thứ Dạ, bảy chủ chủ nhật nhật. chứ từ mấy giờ đến mấy giờ con? Dạ, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ. Dạ, mình cũng có sẽ serve Thì lunch. cái ngày đó đó là có ăn rồi ăn trưa rồi, nhưng mà cái ngày đó chủ yếu cái nội dung mà chính nhất mà tại sao mình phải tới là cái lý do gì, nó có cái gì để mà bà con sẽ đi tới, Dạ, mình tại sẽ sao mà người bà con họ muốn tới? Can I Dạ ok. speak English? We will invite parents and grandparents, family. I mean, if anyone has anyone beloved persons in their family should bring it. It's not only about Parents' Day, but it's about people who have supported you and helped you become who you are and led you to Tức tức become là who em you nói are. là tất cả những cái người nào đó, không phải là cha mẹ mà là tất cả những người nào mà giúp cho mình trở thành bây giờ chính mình đây, tức là cả cha mẹ, chú cháu, ông bà nội ngoại, đủ hết tất cả mọi người vậy, là mời cả cái vũ trụ luôn vậy. Rồi rồi ok, rồi tiếp tục. Thì tại sao mời như vậy để chi vậy? Tại vì mình muốn cái cơ hội để show appreciation, mình biết ơn, mình trả ơn, mình có thời giờ để mà connect với lại gia đình của mình, người Nhưng mà tức là có cái thời gian để mà cảm kích, để mà biết ơn, để bày tỏ cái tình thương, đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà đi shopping cũng được sao? Đi shopping cũng cày gọt tình thương, cũng cầm tay rồi cha mẹ mình cho đồ cho đạt, thì đi shopping cũng vẻ vui hơn à? Cái đó là vui, con thấy là cái đó là về, vui bên ngoài thôi thầy. Đó, bên ngoài rồi. Như vậy thì cái này có cái gì bên trong cho thầy biết? Các em chúng con sẽ có cái kịch để tỏ ra cái sự hiểu biết với lại cha mẹ gia đình mình. Cái communication nó hơi thiếu, thì ở trong cái kịch đó mấy em sẽ nói ra một cái vấn đề đó và hiểu nhau, làm sao mình hiểu với nhau, Làm sao mà thông cảm nhau? thông cảm. Như vậy thì nếu mà thầy đi mua cái vé về âm nhạc hay là mua cái vé cine thì cũng có nhiều cái chuyện cũng có thể thông cảm được chứ bộ. Tại sao phải particularly thầy phải đi cái ngày này? Tại sao thầy phải đem cha mẹ tới hay đem con cái tới cái ngày này? Nó có cái gì đặc biệt hơn không? Mình in the presence of each other, you have a better connection rather than just going to a movie Ok. and you're both watching the movie, but Right. not necessarily you có cái communication afterwards, không có discuss về cái movie or anything deeper sâu hơn. Còn ngày mình tổ chức Parents Day thì mình có cái thời gian để mà nói chuyện với nhau, discuss Thông và cảm nhau. có có vài cái câu hỏi tụi con sẽ hỏi ra để mà mình có cái connection, mình làm cái bridge để mà understand Làm cái each cầu để mình cảm thông other nhau. and Nhưng mà nếu như vậy thì là có phải là cha mẹ phải có con cái mới đi được không? Dạ không. Tức là nếu mà bồ bịch đi được Yes, I không? mean Ok. it's essentially mình want to connect with others, Tức là each một other. cái gạch nối, một cái sự cảm thông, là thì là có cái gì đặc biệt hơn, một trong cái chương trình nào có cái gì đặc biệt hơn ngoài cái chuyện ăn ăn trưa không? Tụi con sẽ làm một cái không phải là lễ nhưng mà Vở là kịch là cái lễ kịch, gì, cái lễ gì cái nữa? mình coi như là like offer tea to our beloved. Mình mời trà đó. Mình mời Mời trà ở nhà mời cũng được, tới đó mời chứ cho mệt. trà. Đó. Có cái gì đặc biệt mời trà, có cái gì đặc biệt không? Cái ý nghĩa của cái lễ Đó thì là cái trà lễ hay là cái nên đó là một cái ceremony, hay là đó là chỉ là một cái cách mình làm việc thôi? It's not a ceremony because we normally in our compassionate
Service Society culture, we do tea meditation, but we've mm-hmm. modified it so that it's a little bit less ceremonial. We use the same meanings of the tea, and we will offer bánh, okay. cake. Tức là em nói cái bạc biểu thầy dịch ra cho bạc là em nói là mình có cái thiền trà rồi, nhưng bây giờ đó mình sử dụng nhưng mình sửa đổi chút xíu để mà nó có cái ý nghĩa mà các em có thể hiểu được và có thể truyền đạt được cho cha mẹ. Tức là con cái sẽ rót trà, pha trà, mời cha mẹ. Hồi xưa các bạn biết là thầy hay có một cái lễ đó là lễ mình rửa tay để mình nối kết với cha mẹ. Nhưng bây giờ đó mình làm rồi, có nhiều người cũng làm theo, bây giờ mình làm cái kiểu khác là mình xốp trà. Nhưng mà theo đây nói là xốp trà rồi đó là còn có bánh, cái bánh cũng đặc biệt, hình dạng này nó lúc nó có nhiều ý nghĩa lắm, nó cũng vui lắm các bạn. Nhưng mà cái đây là một cách để làm sao để mình làm cái bước đầu để mình có thể nối kết với cha mẹ mình trong 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 tương lai còn nhiều hơn nữa. Như vậy tối qua các em cho biết là cái ngày nào lại một lần nữa đi, mấy giờ ở đâu, địa chỉ như thế nào? Dạ, con mời các bác, các anh chị, cô chú là ngày 3 tháng 6, ngày Chủ nhật 3 tây tháng 6, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ trưa. Ở cái Compass Center của mình địa chỉ là 420, các bác gặp đọc trên TV á, 420 South Brookhurst, Anaheim, California, giữa đường trên đường Brookhurst, giữa đường Orange với lại Broadway. Và chỗ đậu xe thì rất nhiều, thì đậu xe được rồi. Dạ. Tốt lắm. Thưa các bác, thì mình vẫn tắt là chỉ chừng đó thôi, và mình mong rằng như thế này các bạn này, tức là trong cái xã hội từ bây giờ đó, là mình thấy là nhiều khi cái sự xung đột giữa cha mẹ con cái rất nhiều, và mình thấy là nhiều em là tức giận bực tức tới trường học xả súng. Đó là cái chuyện nó xảy ra, mình đã biết, và mình biết là cái sự bức xúc đó là nó không có chỗ nào mà phát tiết đó cả, và nó trở thành một cái tệ nạn của xã hội bây giờ đó. Hồi đó biết một sự mình thấy cái chuyện đó rất là quan trọng. Mình thấy rằng đó cái mùa này là mùa Phật đản, nhưng mà tại sao đó mình lại muốn là mời các bạn đi tới cái ngày lễ mà mình gọi là để mà cảm niệm, cảm ơn, bày tỏ cái sự mà cung kính và cái niềm cảm kích mình với cha mẹ. Bởi vì cái gạch nối của mình với cha mẹ đó nó quan trọng, nó làm cái gia đình của mình đó, nó rất là gắn bó. Khi mà mình thiếu tình thương thì nó xảy ra đủ từ chuyện cả. Đây là một cái bước để tạo dựng cái tình thương trong gia đình của mình. Và giống như là Đức mà Giáo Hoàng đó, trong một lúc gần đây còn ngài nói đó, là cái xã hội ấy, nó phân hóa, nó bể ra, nó tan nát ra là bởi vì con người mình bị theo cái chủ nghĩa mình gọi là tiêu thụ, consumerism. Và mình quên rằng mỗi ngày đó là mình biết bày tỏ tình thương, biết lắng nghe, biết tiếp xúc, biết mở lòng. Thành ra đó, trong cái ngày mà cái lễ này đó, mình nghĩ rằng đó là mình đem cái tinh thần của Phật giáo đó đem tới để mà phát triển cái tình thương. Thành do đó mong rằng các bác đó có thể nhìn cái thế giới, thay vì mình đi chơi thì các bạn cứ tới với Hội Thủy Biên Phong Sư, với tất cả các em, đem theo những người thân thương của mình, không cắt gì là con cái, bạn bè, anh em, những được tới để mà mình cùng nhau nó bày tỏ cái tình thương của mình, và mình nắm tay lại để mà mình xây dựng một cái gia đình, cũng như là một cái gia đình mà trong một cái cộng đồng càng ngày càng đẹp hơn. Thôi, kính mời các bác.